xe với các bạn hay anh nha. Đường phố tại thị trấn Trà của Yên Phong, Bắc Ninh ở buổi tối nha. Trước mặt chúng ta đang làm một cửa hàng thời trang Top Men đang chuẩn bị khai trương tối nay. Thấy trước cửa hàng được trang trí một sân khấu với hệ thống đèn chiếu sáng và âm thanh rất là sặc sỡ và đẹp. Tối nay chúng ta sẽ diễn ra một buổi khai trương ra mắt sản phẩm và giới thiệu cửa hàng cho sản phẩm Top Men rất là hoành tráng và ấn tượng. Các bạn thấy đường phố tại thị trấn Chờ giao thông khá là tấp nập, rất nhiều phương tiện tham gia giao thông đi lại tấp nập. Thấy góc nhìn buổi tối và cuộc sống người dân hai bên đường của thị trấn Chờ Yên Phong. Đây là một số chiếc xe ô tô xe con đến tham dự đêm buổi ra mắt giới thiệu sản phẩm và ra mắt khai trương cửa hàng tại thị trấn Chờ Yên Phong, cửa hàng Top Men. Và theo bạn các hình ảnh về sông đời thường của người dân hai bên đường tại thị trấn Chờ Yên Phong vào buổi chiều tối và hình ảnh trước mặt một cửa hàng thời trang đang được trang trí khá đẹp để khai trương buổi tối nay. Những phương tiện giao thông trong buổi tối tại thị trấn Chờ Yên Phong tỉnh Bắc Ninh khá là thấp nập và rộn rã. Chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp chia sẻ tiếp theo. Tiếng còi xe.